Đây là phía sau nhà của anh ấy. Người dân của mình còn nghèo lắm, còn khổ lắm. Đó. Đây, phía sau nhà lá rất là đẹp nhưng mà có vài miếng tôn nó bị mất đi mỹ quan xíu nhưng mà không sao. Trời, kiếm căn nhà lá khó thật, dễ sợ luôn. Nhưng mà những cái nhà lá này nhìn là thấy nó thân thiện với môi trường đồ các kiểu, thương lắm luôn. Cứt bò.